Sáng nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các quận huyện thị xã quý 1 năm 2024. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong quý 1, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và hết năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 275 điểm cầu tại các quận huyện thị xã nối đến các xã thị trấn với 1.470 đại biểu tham dự. Trong quý 1 năm 2024, Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội đã bám sát các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới, phối hợp tốt giữa các cấp Hội đồng nhân dân và giữa Hội đồng nhân dân với các cơ quan trong hệ thống chính trị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề, ban hành 20 nghị quyết, trong đó có nhiều cơ chế chính sách để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố. Hội đồng nhân dân cấp huyện đã tiến hành 26 kỳ họp chuyên đề, ban hành 102 nghị quyết. Hội đồng nhân dân cấp xã tổ chức 111 kỳ họp chuyên đề, ban hành 202 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cơ chế chính sách đặc thù và các biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Tại hội nghị, sau khi nghe giới thiệu một số nội dung trọng tâm của các luật nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5, đồng thời quán triệt yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai luật nghị quyết, các đại biểu cũng đã thảo luận về dự thảo quy chế phối hợp và phần mềm tiếp nhận, giải quyết trả lời kiến nghị cử tri gửi Hội đồng nhân dân thành phố.